Đây, mình làm clip nhanh để chia sẻ anh chị các bạn khi mua cái sao cạc mini bên mình về á, thì anh chị các bạn cắm vô và lưu ý là nó có cái chiều như này nè. Đó. Cái tem này là cắm dưới đúng không? Cắm dưới trên tùy theo máy mà nó có hai cái hình cái này nè. Nếu để phía bên này á là phía bên đây là cái tai nghe nè. Đó. Còn phía bên kia là micro. Chúng ta cắm đúng vô là xong, không có gì hết á. Cắm đúng cái chiều mic nghe với lại tai nghe với lại micro vô rồi ok chưa? Rồi bây giờ cắm vô trong laptop nè. Laptop nào có cổng USB thì USB chúng ta cắm vô đây. Đó, nó nhấp nháy như vậy. Đây là Win 7 các anh chị các bạn, dành cho Win 7 nè. Đang hướng dẫn Win 7 là nó sẽ tự động nó nhận driver, để một lát nó nhận, nó báo nhận rồi đó. Rồi chúng ta điều chỉnh con chuột xuống chỗ hình cái loa này nè. Cái loa này nè, bấm chuột phải nha, bấm chuột bên phải. Lưu ý là bấm chuột bên phải. Đó. Bấm chuột bên phải nó sẽ ra cái bảng như này. Thì anh chị các bạn chọn cho mình cái playback device. Playback device thì trên đây nó sẽ hiển thị ra như thế này. Ở dưới này là cái sao mà nó đã tự nhận rồi. Nếu nó chưa nhận như thế này. Nếu mà nó để như này thì là nó chưa nhận nè. Nó chưa nhận nè, đó. Thì anh chị các bạn mở nó không có âm thanh, có nhiều máy nó không nhận. Thì chúng ta làm lại y như vậy đó, làm lại y như vậy, cắm sao vô coi nó đỏ như vậy rồi đúng không? Bấm chuột phải vào cái hình cái loa, chuột phải, nhớ là chuột phải ngang. Rồi lên tìm cho cái dòng là playback device. Đó, playback device nó sẽ mở ra cái bảng này và chúng ta tìm chuyển xuống cái sao là USB. Đó, sao dưới đây, bấm chọn xuống cái sao dưới. Đó, bấm chọn con chuột trái á, bấm chuột trái chọn, xong rồi xuống như này chúng ta bấm cho nó là set default. Đó, thì cái mũi tên nó sẽ tiếp chọn ở cái sao này nè, USB nè. Đó. Thì lúc này chúng ta ok. Và chúng ta sang bên cái tab cái loa này lại và mở hết cái volume nó lên. Mở maximum cái volume lên. Đó, lúc này cái volume này là mới là điều khiển cho cái này. Chứ còn khi anh chị các bạn chưa cắm vô á thì anh chị các bạn điều khiển nó không phải là volume của cái sao này. Rồi, đây là bên Win 7, bây giờ mình đi sang Win 10, Win 11, nói chung giống nhau nha. Win 7 đã xong. Rồi, còn đây là bản Win 10, bản chiếc laptop này, mình có cài xong 2 Win. Thì chúng ta cũng cắm vào cổng USB nào cũng được. Cổng USB nào còn lên là chúng ta cắm vào thôi. Rồi, sao nó đỏ như vậy là nó đã nhận. Và chúng ta tìm cái loa. Nó sẽ có cái loa. Đó, hình cái loa. Cái Win 10 với Win 11 là nó giống nhau, chúng ta không cần bấm chuột phải, device gì cả, không cần bấm ở đây. Mà chúng ta bấm thẳng vào chuột trái luôn, chuột chính á. Bấm chuột trái nó sẽ hiển thị lên trên này. Đó, nó đã nhận rồi nè. Nếu nó chưa nhận, nếu nó còn ở cái sao này, là cái sao của mặc định của laptop. Thì chúng ta bấm vô cái hàng này nè, sẽ có cái mũi tên lên nè. Nếu một sao thì nó không nhận. Nếu mà chưa cắm vô á, thì nó sẽ không đi có đèn đỏ như vậy á, thì nó sẽ không có gì hết. Nó sẽ không có cái mũi tên lên để chúng ta chọn như lúc nãy nữa, không có cái mũi tên chỗ đây. Không có cái mũi tên lên. Bây giờ chúng ta cắm vô nè. Đó. Cắm vô nó sẽ xuất hiện cái mũi tên này nè. Đó, chúng ta bấm lên thì nó có một cái sao nữa là đấy, bit USB BNB. Rồi chúng ta chọn vô cái này thì cái volume nó sẽ khác đi. Có một số trường hợp là volume nó nhỏ như này thì chúng ta phải mở to lên. Lưu ý cũng như Win 7 là cắm cái sao này vào và mở lên. Win 11 cũng vậy. Win 11 chúng ta cứ mở cái volume này ra và bấm vào lại nó ra cái sao ngay tức khắc luôn. Chọn ngay đó và chọn lớn nhỏ thôi, không cần làm gì cả. Anh chị các bạn chỉ cần cắm vô là nó tự nhận Windows, nó tự nhận driver của cái sao cạc mini này. À, anh chị Win 7 cũng được, Win 10 cũng được, Win XP nó cũng nhận luôn, nhưng mà XP này không ai xài nữa đâu. Rồi cảm ơn anh chị các bạn đã ủng hộ nha.